Dự lễ giao nhận quân năm 2023 tại thành phố Vĩnh Long sáng nay có ông Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Bùi Văn Nở, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Vĩnh Long. Năm 2023, thành phố Vĩnh Long có 125 công dân lên đường nhập ngũ. Trong số này, 12% thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học và một thanh niên là đảng viên. Các tân binh được giao về 3 đơn vị gồm Trung đoàn 9, Sư đoàn 8, Quân khu 9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh Vĩnh Long. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Vĩnh Long bày tỏ niềm tin sâu sắc các thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ hôm nay sẽ tiếp tục phát huy tốt truyền thống của ông cha, kiên định ý chí, vững vàng quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, trở thành những chiến sĩ ưu tú, là lực lượng hùng hậu, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới. Tại buổi lễ, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tặng bằng khen cho 2 gia đình, Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long tặng giấy khen 20 gia đình có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Tại huyện Trà Ôn sáng nay, ông Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tham dự lễ giao nhận quân năm 2023. Nhờ có sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo sát sao của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, công tác tuyển quân năm 2023 trên địa bàn huyện Trà Ôn được tiến hành đúng theo quy định, đảm bảo dân chủ, khách quan, công bằng và đúng luật. 160 thanh niên ưu tú của huyện Trà Ôn sáng nay đã lên đường nhập ngũ, đạt 100% được giao về các đơn vị. Trung đoàn 2, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh. Lãnh đạo tỉnh, huyện Trà Ôn đã tặng quà, chúc mừng và động viên các tân binh, phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, an tâm lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, tích cực học tập, rèn luyện, khắc phục khó khăn, nâng cao bản lĩnh chính trị, vững vàng ý chí, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện tặng bằng khen, giấy khen cho 15 gia đình có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023 trên địa bàn huyện. Sáng nay tại huyện Long Hồ, ông Hồ Văn Huân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long dự lễ giao nhận quân năm 2023. Năm nay, huyện Long Hồ được giao chỉ tiêu tuyển gọi 186 thanh niên nhập ngũ. Điểm nổi bật là 100% thanh niên tình nguyện nhập ngũ, trong đó có 44 thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học. Nhờ có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, công tác tuyển quân trên địa bàn huyện được tiến hành theo đúng quy định, đảm bảo dân chủ, khách quan, công bằng và đúng luật. Trước khi lên đường nhập ngũ, các thanh niên được ông Hồ Văn Huân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long động viên, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tặng quà. Buổi lễ giao nhận quân tại huyện Long Hồ diễn ra nhanh gọn, đúng thời gian quy định. Và cũng trong sáng nay tại huyện Bình Tân, ông Phạm Văn Bé Tư, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Long cùng lãnh đạo sở ngành tỉnh, lãnh đạo huyện và 10 xã thị trấn đã tham dự lễ giao nhận quân năm 2023. Tại buổi lễ, lãnh đạo huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện đã ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của quân và dân ta qua các thời kỳ, đồng thời nhắn nhủ các thanh niên lên đường nhập ngũ hôm nay phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, gương mẫu đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dịp này, các đồng chí lãnh đạo đã tặng quà và quà, động viên các tân binh an tâm lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong đợt tuyển quân năm nay, huyện Bình Tân bàn giao 122 tân binh về các đơn vị Trung đoàn 1, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4, Lữ đoàn Pháo phòng không Quân khu 9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh đạt 100% chỉ tiêu trình giao. Thưa quý vị và các bạn, cũng trong sáng nay, các địa phương gồm thị xã Bình Minh, huyện Mang Thít và Vũng Liêm cũng đã tổ chức thành công lễ giao nhận quân, hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Như vậy là cùng với cả nước, tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức thành công lễ giao nhận quân năm 2023, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 1.235 công dân nhập ngũ. Trong đó, 950 công dân được giao về các đơn vị thuộc Quân đoàn 4, Quân khu 9 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 285 công dân giao về các đơn vị thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Vĩnh Long.